Hey yo, what's up man? Chào mừng năm, chào anh em đến với Minji hàng nhái của server US với chế độ Super Mode. Do không nhiều, không có nhiều thời gian thì là mình làm rất nhiều clip nó liên tục và liên tục tìm với nhau, nên các bạn nhìn thấy vẫn bộ mặt đó feeling.devil đến server 72 sẽ là người đánh trước, cùng với đó là chúng ta sẽ là người chọn trước trong kèo đấu này. Angle, vâng, tất nhiên rồi, phải là Angle các bạn. Những cú vật chất chơi đến từ Angle có lẽ sẽ nó phải lấy Elizabeth với cả Terry, đúng không? Thế thì mình sẽ chơi Versailles với cả Kula. Mình chỉ cần sống thôi, chỉ cần Angle còn sống thôi là mình không sợ thằng này. Angle mình có thể vật đôi bọn này được, Angle mình có thể vật đôi bọn này được anh em, chưa kể mình có thêm Kula nữa, điểm đấu khá căng ạ. Mình ra vét bao giờ con xong nhỉ, để đi cầu thiếu đốt vừa sai có xịt chó đấy. Hay nhiều vấn đề là tơn đầu nó đóng thì chắc chết một hai cháu. Chọn hy sinh cháu nào, còn chọn hy sinh cháu nào là cái vấn đề. Tại vì đấm ca phẩy đấm thì quan trọng là hy sinh cháu nào đây. Cháu này chắc chắn là hy sinh cháu này. Ừ, sao thế? Thôi, tạm thời hy sinh hai cháu này đã. Đấm thì sống thế nào rồi anh nhỉ? Đúng không? Để mà đi ra bếp này, to gì vậy? Mà đi ra bếp này. Elizabeth thì phải chó vào vấn đề. Các con cái này bật mất luôn luôn một cái. Chữa bệnh rồi. Giải ra nữa kìa. Cấu nhè. Get ready. Get ready. Ồ, mẹ hai giải ra nhỉ. Học rồi. Hai giải ra là học rồi. Nổ ấy, cậu tê.
Đúng rồi. Vật cho mày xuống luôn chứ. Nào, 4 vật rồi, 5 vật rồi. Nào, mẹ mày chó rồ lên rồi. Chó rồ lên rồi. 6 vật rồi, vật thứ 7 rồi. 7 vật rồi anh em. Và đó là Engo. Và gã rất bịp bợm. Một tình huống mà Engo lên đồng. Feeling.debut đang không hiểu điều gì xảy ra. Trời ơi, bản thân tôi cũng không thể tin nổi. Nó lại đâu đó, nó phải tầm khoảng 7-8 cú vật. Sợ. Engo bị thần kinh rồi. Mình đang không hiểu là nó bị đam sốc ở đâu nhỉ anh em nhỉ. Dốc à, cái kèo này dốc nó gánh nhẹ rồi. Kèo này dốc nó gánh rồi. Dốc nó đấm thì lực lắm đây. Mẹ mày, kèo này không lấy con men ta cun thì không được. Con vừa sai nó đốt rồi thì cũng khó chịu. Khó chịu nhỉ. Xong mình nhận lại con vai này, con bỏ mẹ nó tèm. Cày. Thiếu nếp nó lại thiếu đốt. Nó khó chịu. Nó hơi khó chịu nhỉ. Nhận lại con vải vái vai này thì nó khó chịu ấy. Có gì này biết đeo tí đam nào luôn anh em ạ. Em cũng có tí đam nào luôn. Chán quá cái tem này. Tem này đánh kiểu gì nhỉ? Tem này đánh kiểu gì đây anh em ạ? Không biết đánh kiểu gì. Rất khó chịu. Nhảy quá nhẹ. Mình tặng người đẹp. Quá nhờ. Con này vẫn là con dốc. Con này vẫn là con dốc. Ague teiku ze. Sore ju. Là con dốc anh em ạ. Sai tí á, chịu nổi tay. Đấy có con Mia thì nó lại nào nhở. Nó lại giải ra để bỏ mẹ. Để cho nó ngủ đã, tạm thời cho nó ngủ đã anh nhở.
Sao nó bị bay quá. Sao nó bị bay lên. こっちだ。行ってくれ。おやすみなさい。これ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 。
上げていくぜ。ゴール。満足したか。これからは逃げられるか。Nó lên vừa yeah. Vừa sát lực. Không nhè yeah. Hay đúng rồi quả con dốc lại. Quá con sốc nó lại. Càng đẹp nhờ. Người này đánh càng đẹp. Càng đẹp xin nhì luôn này nhờ. Quá con sốc lại sợ đéo nữa. Quá con sốc lại sợ gì. Rồi chứ. Rồi. Dốc lại rồi sợ gì nữa nha. Quá không dốc lại rồi thì sợ gì nữa. Tại rồi, đánh phát này nó chết rồi. Chết à? Lì à? Lì à? Này thì dốc này. Dốc bị khó mõm, chắc lại khóc đến nơi rồi nha ạ. Cáu lắm rồi, nó làm gì được. Dốc bị khó mõm cay lắm rồi đấy. Nên ta tin dài là sợ gì. Dốc cũng khó mõm cay lắm rồi đây nhờ. Dốc cũng khó mõm cay lắm rồi. Lại khóa tiếp rồi. Khóa tiếp rồi. Ôi. Tưởng em phải cuốn giải ra nhỉ. Tưởng em phải cuốn giải ra nhỉ. Nhưng đến tầm này thì dốc cũng đuổi rồi các bạn. Vẫn bị hiệu ứng mà. Đến tầm này thì dốc cũng ngải cứu rồi nhá. Đến tầm này thì dốc cũng ngải cứu rồi em ạ. Đến tầm này thì đến tầm này dốc thì cũng ngải cứu rồi em ạ. Chả ai cứu được dốc tầm này. Đánh thì đánh thắng ở đâu không giết nó nhanh nhỉ. Tầm này là không thể phá được cải, đánh thường. Biểu hiện của sự lại ức chế nhau ạ. Dốc không tung nổi một hai chân kỹ nào. Không dưng dứt từ nãy giờ đến từ vị trí của dốc đi xa vét anh em ạ. Dốc giờ này chỉ có khóc thôi. Giải ra à? Giải ra. Ai giải ra tí đi. Giải ra chưa? Giải hết hiệu ứng ra chưa? Để anh khóa võ lại. Giải hết hiệu ứng ra chưa? Để anh khóa võ vào tập nữa. Bố con này bất tử chứ anh nhớ. Đến bây giờ thì đúng là bố con này của mình nó bất tử mà anh nhớ. Kinh nhở. Wow, một đội hình ra sân nó lại là hợp lý nha. Vài chết đúng một lần. Saiki thì chưa. Và đó là chiến thắng của em Minzy hàng nhái trước Don Tony. Anh em nhìn kìa. Một clip rất hay với trận đầu đâu đó 7-8 trận kỹ của Engo. Trận tiếp theo thì một màn killer tận cung của đối thủ đúng không?
Nhưng mà Minh Di hàng tái hàng nhái có đám killer và Don Tony thì là không fighter killer. Đúng rồi, khủng khiếp. Quá khủng khiếp và chúng ta lại cùng đến với game đấu số 3. Một game đấu thể hiện sự khủng khiếp đến từ MBG nó là như thế nào. Chúng ta cùng đến game đấu số 3, SDW Granat đến từ server 60. Kèo này Ken Clark Owax. Bắt buộc nó phải lấy Ken hoặc Clark rồi. Một trong hai con đó. Khó lại lấy Clark thì bị Owax với Ken nó vã cho, mà lấy Ken thì bị Clark với cả Owax nó vã cho. Nói chung là kéo khó anh nhỉ. Khó dành cho Ken. Khó thật sự dành cho Ken đấy. Đúng hai con tanh rồi các bạn. Ô mẹ hai con tanh rồi. Đúng hai con tanh, ô hai con tanh rồi nó khóc. Không tanh đấy, Ken khóc chết luôn nhịp đầu nhỉ. Thằng này đánh vớ vẩn này, Ken chết luôn nhịp đầu ấy. Đừng đùa. Tôi cho Ken chết luôn nhịp đầu ấy. Dám mang Ken ra tôi giết luôn Ken. Thằng này mang Ken ra tôi giết luôn Ken đấy anh em nhé. Có Clark vã phát vào người mẹ nào này, hai đằng kia đánh Ken bay màu ngay. Không tanh này, không tanh này dễ bay lắm nhỉ. Tha hồ đánh. Tha hồ đánh chưa em nhỉ. Thích đánh kiểu này nè. Là mình chiều bạn. Mình chiều bạn luôn. Mình cho bạn mẹ mày sống trong không nộ luôn. Đánh kiểu này thì mình chiều bạn. Mình chiều bạn luôn. Mình chưa thèm giết bạn vợ luôn. Bạn thích đánh kiểu này đúng không? Mình chỉ có tống ở đây thôi. Bạn thích đánh kiểu này đúng không? Để mình giết bạn một thể. Bạn thích đánh kiểu này không? Để mình giết bạn một thể. Từ sau mình giết bạn một thẻ luôn nhá. Bạn SW Golden Nap này nhá. À, này, không sao, phải lắc rồi, một hit chết rồi. Lắc thì vẫn một hit chết thôi. Quát anh đây, cứ lắc đấm đây. Đúng hết rồi, yên tâm nha, bạn vẫn on hit, on kill thôi. Bạn không mang Ken ra, bạn không mang Ken ra với chúng tôi à? Này thì mấy Sly này, bạn không mang Ken ra với chúng tôi à? Mặc dù đánh chế độ tuyệt kỹ nhưng không dùng tuyệt kỹ, thế mới là đẳng cấp đến từ MNG hàng nhái chứ đâu đơn giản mà có thể mẹ mày chơi được với tôi đúng không nha? Đâu đơn giản mà có thể chơi được MNG hàng nhái khi mà phong độ em mới đang hủy diệt như thế này thì đúng không? 3 chiến thắng liên tiếp toàn những trận đấu hoài, một cái phong độ khủng khiếp ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Đúng không nhỉ? Kinh khủng và khủng khiếp. Chúng ta cùng đến với game đấu chúng ta. Lại là Starkwit Garden Nat đến từ server 60. Vâng. Cú double kill gặp lại ở đây, liệu rằng Garden Nat sẽ có bài học gì cho bản thân mình? Mentakun mây chờ vai. Tôi phải lấy mây chờ đấy anh em. Không biết là SW Golden Nat là có rút ra được bài học gì trong trong cái trận đấu mà để thua MBG hàng nhái trận đấu đầu tiên hay không. Có lẽ sẽ một bài học đáng nhớ dành cho gì nhở. Golden Nat, một bài học xương máu ấy. Là
đội nát, có lẽ tôi sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm cho những lần đấu tiếp theo với em Minzy hàng nhái. Để xem nào. Xem nào. Yeah, Golden Knight đánh trước, Mentokun xung bụng với Elite sau. Vai. Mentokun xung bụng với Elite sau. Đấy, Elite lại đánh hạt sau. Không có chịu ý. Mẹ sai lầm đúng người thật đấy. Vẫn phải diệt trừ con gì nhỏ với Yodit trước này nhỏ. Mối hậu quả. Nó là mối hậu quả anh nhỉ. Bắt chiếc à? Bắt chiếc à? Thành niên Garden Knight này học rất nhanh nha anh em nha. Sau khi game đấu đầu tiên nằm dưới tay em Minzy hàng nhái thì có những bước chuyển mình rất nhanh đến từ Golden Knight. Chuyển mình rất nhanh đây. Được của nó đấy. Bước thiên rồi đấy anh em. Bước hết sợ thiên rồi đấy. Những bước chuyển mình rất nhanh đến từ Golden Knight. Chết còn kìa nhỉ. Những bước chuyển mình rất nhanh đến từ vô đường nát. Mẹ sát thương, đeo đủ chiếc con vai này nha.
gì? Vẫn đủ, vẫn đủ anh em ạ. Rồi cô hết bay màu rồi. Này còn một khiên. Ai, chịu rồi, bất lực chân như cô đừng nát rồi. Mẹ vẫn ngủ cơ à? Ai, lắm tướng thế nhỉ? Lắm tướng thế nhỉ? Hỏng rồi. Không cả má nữa anh em ạ. Thua rồi. Golden Knight có kinh nghiệm rồi. Và chúng ta thua trận Golden Knight. Tỷ số đang là 3-1 đúng không? Thôi nghỉ thôi anh em ạ. Clip này đến đây thôi. Cơm nước thôi. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nhé. Nó rất tuyệt vời đúng không? Một chiến thắng và một trận thua trước Golden Knight. Thế được rồi, thanh niên học hỏi kinh nghiệm rất nhanh đấy. Thanh niên này có tố chất đấy, xứng đáng đấy. Được, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Mặc dù còn 2 trận nhưng mà thôi, không chơi nữa. 26-27 phút rồi, hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.